Rồi, vô chú. Vô thế luôn chú. Rồi. Rồi, đổi kiểu chú. Mạnh mẽ lên giùm cái đi chú ơi. Mạnh mẽ đúng không? Mạnh mẽ lên. Mạnh mẽ lên nha. Đó. Trời ơi. Nhỏ khoe cơ nè. Rồi chú, cho con kiểu là sexy được không chú? À, cái gì? Sexy đó chú. À, sexy là sao? Là khoe đồ là đó. Sexy. Khoe hàng đó chú. Đó. Trời ơi rồi. Chú cho con bảo vậy? Sao bảo vậy? Dạ. Bảo lên mấy chợ mới nổi tiếng mà chú. Chú đang nổi tiếng mà. Dạ, cho con miếng đùi. Trời ơi, nó trắng quá. Con bảo đảm cái này mà chú quảng cáo cho vừa heo không chú bắt là quá đúng luôn á chú. Đó, công cớn con. Được chú, được. Trời đất ơi, cái kiểu này mà đăng lên chắc là dân chúng nó bu, nó like chết luôn chú ơi. Rồi, ngã ngớn xíu nha. Rồi, được. Đúng, chú ráng giữ hiện trường, ráng giữ đó. Một, hai tấm nữa xong rồi chú. Được, thả lỏng ra anh. Không phải tôi ngã ngớn đâu, chẹo. Trời ơi, đỡ giùm coi. Rồi xuống. Ôi kìa. Được không chú? Được. Để phụ. Trời ơi, không, được ổn chú. Trời ơi. Lớn tuổi rồi. Trời ơi. Có chèo kìa. Sao ngã ngớn chi trời? Trời ơi. Bây giờ đau á. Làm giả mà thành thiệt luôn. Sao không chú? Đi ngồi. Bù lon con tán còn ổn chú. Không chụp nữa. Trời ơi. Lớn tuổi rồi bắt mày đặt chụp sexy rồi bạo rồi ngã ngớn kẹo giữa cái cục này. Tôi không có cục này chắc cái đầu tôi cắm nghiêm đất luôn rồi quá. Trời ơi, hy sinh tiền nghệ thuật đi chú. Trời ơi, xíu thì mày xuống sao không? Rồi, vậy thì chụp bình thường rồi. Bùa lon con tán xương sườn sao rồi? Ai biết cái ba sườn biết tối nằm bình thường được không đó nè. Có gì tối em xoa bóp cho. Bà không có mày đặt kêu phóng viên rồi tới chụp hình rồi phỏng vấn rồi. Thôi, chứ phỏng vấn lẹ nha, rồi con đi đó. Ở đi. Câu đầu tiên nè, cái cơ duyên nào mà tự nhiên chú lại hot quá trời trên cộng đồng mạng bây giờ vậy chú? Cái clip vừa rồi á, trời cả triệu lượt like luôn á, hết rồi. Có cơ duyên khỉ khô đó. Ngày hôm đó buổi trưa, rồi trời nắng nóng nực quá, cúp điện nữa. Rồi tôi mới cởi trần ra mặc cái quần xà lỏn nằm ra giữa nhà rồi ngủ trưa. Rồi con em đi về. Thấy nằm sexy quá. Thấy trời ơi bác mình làm vậy là quá đẹp. Lấy máy ra quay lại up lên YouTube. Vậy thôi. Đầu tiên. Rồi tự nhiên nổi tiếng luôn. Bây giờ nổi tiếng thì dễ quá. Trời ơi. Có nhiều người hả lên mạng hát nhảm gì đó. Tôi có coi tôi biết. Tự nhiên ta mê. Người ta like. Người ta thích. Người ta xe thả tim gì tùm lum tà la hết. Xong rồi mời mấy người đó tham gia mấy chương trình truyền hình game show. Trong khi đó mấy đứa nhỏ mà học mấy trường sân khấu đâu đó, học mà muốn chết luôn mấy năm trời. Cuối cùng ra làm quần chúng. Tôi cũng không hiểu nữa. Tự nhiên nổi tiếng giờ cũng dễ ẹt. Rồi thường thường á, người ta hay đặt cái nickname mà cho nó mỹ miều, nó đẹp, nó sang trọng. Mà con không biết chú gia đình sao mà kiếm cái tên gì mà nhột dễ sợ luôn á. Ông Tửng. Nên tự nhiên ai biết hỏi bả thì tiên bà đặt cười ông Tửng luôn, không hiểu. Sao con? Biết sao không? Bữa đó tôi lên trên Facebook á, tôi coi có cái bà Tưng gì đó thả rong nó vòng một cái là nổi tiếng. Cái tôi suy nghĩ tại sao mình không đặt một cái tên gì đó để đối chọi lại với tên này rồi lăn xê lên luôn. Thế là tôi nghĩ ra tên là ông Tẩn để đối chọi lại với bà Tân. Hay. Bà cũng xúi tôi vậy đó. Chí lý. Bà xúi tôi vậy đó. Gì bà Tân gì rồi thả dòng dòng một. Khi đó tôi ở nhà thả rong suốt luôn, thả rong hai dòng dòng một, dòng hai thả rong suốt luôn á, thiệt. Bây giờ nếu mà nổi tiếng kiểu vậy gì, ngày mai quay lại đi, tôi thả rong hai dòng rưỡi luôn. Thường thường người ta có 1, 2, 3 số chẵn, sao có rưỡi đây chú? Thì ở dưới đây là cái khúc nào rưỡi là rưỡi hả? Tôi không sổ được 3 vòng, tôi rưỡi được không? Nhưng mà lỡ người ta yêu thích, người ta đòi coi cái nửa còn lại. Thì nửa còn lại mình để dành số sao? Còn thì cái vụ hẹn gặp coi. Chiến thuật rồi nha. Thì đó, tính toán hết rồi. Trời, công nhận gia đình chú thông minh quá, đoàn kết quá. Tôi thích cậu ghê rồi đó, tôi thích cậu rồi đó. Đàn ông mà áo hồng mà tôi phái cậu rồi đó. Thiệt. Chú làm ngại quá à. Cái gì? Còn này nữa. Trời ơi, bữa con thấy chú xuất hiện trên chương trình mà hỏi Tân đáp Tửng đó. Trời ơi, chương trình hot quá trời luôn. Trời, cái clip nó hot mà cả triệu lượt view luôn á. Triệu view luôn hả? Ủa? Mà bà Tân bà hỏi chú gì vậy chú? Ai biết đâu thì bà cũng phỏng vấn, bà hỏi gì thì tôi cũng trả lời giống như cái mấy gì bà coi trên slogan trên mạng của bà đó. Làm sao để đàn ông thích
nhìn núi non để trẻ trung hơn. Bây giờ tôi nói là bây giờ tôi là làm sao để chị em mình nhột rồi gì đó sao bạn? Nói chung á là ổng ở nhà trời nóng, ổng hay ở trần ra thì sẽ lòi cái ba sườn. Thì cái câu slogan của tụi tôi á là nếu chị em muốn giảm béo, chị em hãy nhìn cái ba sườn của chúng tôi. Đó là có động lực giảm mà béo. Mà biết sao không? Nhờ cái vụ này nè, phải nói á là vợ chồng tôi cũng phải cảm ơn công ty điện lực đó. Tại vì cúp điện nhiều, chồng tôi nóng, chồng tôi ở trần ra. Vô tình nổi tiếng đó. Vô tình nổi tiếng. Trời trời. Con sẽ về công ty bàn lại làm sao lần tới con phỏng vấn chú đi. Vậy con mai sẽ xin công ty ngày mai quay lại chụp phim chú nhiều cái mô hay nữa. Mà bảo con viết cái bài cái tích này là chú chỉ có anh hot thôi. Tích gì, tích gì, tích gì? Cậu giật cái tích gì? Ông Tửng lộ hàng. Tôi thấy cậu là lộ nhất luôn á. Tại cái tim ông cậu Tửng làm lộ gì? Con cũng muốn lộ lên nhưng mà con không có hàng để lộ với chú. Cái vấn đề chứ đó. Ủa thì cậu này cũng vui tính ha tôi. Thôi rồi cảm ơn gia đình nhiều nha. Con ngồi ra riết chú quánh của hồi chắc con cũng lộ thiệt luôn đó. Tôi lộ lắm, tôi bực lắm rồi đó nha. Nè. Bây giờ dầu gì cũng cảm ơn cậu. Cậu bắt đầu cũng thấy từ từ lộ từ ngàn nổi tiếng á. Chú cậu cũng mau nổi tiếng nha. Cái gì? Trời ơi. Trời ơi trời, thiệt tình héo hồng là tôi nghi rồi. Giận giờ nổi tiếng dễ ha. Thoát y lả lồ cái tự nhiên nổi tiếng.